Kênh 14 đưa tin với việc bị khởi tố bị can bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã bị thu hồi giải thưởng của Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam được nhận trước đó. Trước đây, Nguyễn Đỗ Trúc Phương được biết đến như một người có tấm lòng thiện nguyện, tích cực giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn không chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh mà còn mở rộng ra các tỉnh lân cận. Đã có hàng trăm trường hợp được Trúc Phương giúp đỡ với số tiền kêu gọi lên đến trên dưới 10 tỷ đồng. Với hành trình thiện nguyện như vậy, Phương là một trong 27 gương mặt thanh niên được nhận giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020 do Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trao tặng. Vào chiều ngày 14 tháng 11 năm 2024, Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã gửi công văn thông báo về việc thu hồi giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020 đối với Nguyễn Đỗ Trúc Phương. Công văn nêu trên đã được gửi tới Ban Thư ký Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các tỉnh thành phố cũng như các cơ quan thông tấn báo chí. Trên Thanh niên có trích nội dung công văn, ngày 11 tháng 10 năm 2020 tại Hà Nội, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020 cho 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực Chị Nguyễn Đỗ Trúc Phương là một trong 27 gương mặt được trao giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020 theo quyết định khen thưởng số 72 qđ tvkh ngày 5 tháng 10 năm 2020. Căn cứ điều 10 tại quy chế sửa đổi bổ sung giải thưởng Thanh niên sống đẹp ban hành kèm theo quyết định số 603/QĐ-TVKH ngày 2 tháng 8 năm 2024 quy định về việc thu hồi giải thưởng nếu xảy ra các trường hợp như sau: Cá nhân tập thể gian dối trong việc kê khai thành tích, hiện vật giải thưởng bị sử dụng sai mục đích hoặc bị lợi dụng vào những việc vi phạm pháp luật, cá nhân được nhận giải thưởng có hành vi vi phạm pháp luật. Vì vậy, Thường trực Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quyết định thu hồi giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2020 đối với chị Nguyễn Đỗ Trúc Phương do vi phạm pháp luật. Trước đó, Nguyễn Đỗ Trúc Phương đã bị khởi tố bị can bắt tạm giam về tội tổ chức sử dụng trái phép ma túy. Thông tin từ cảnh sát, Nguyễn Đỗ Trúc Phương bị bắt khi đang tổ chức sử dụng ma túy tại một căn hộ ở thành phố Thủ Đức cùng với người mẫu An Tây, tức là Nguyễn Thị An. Báo Dân Chí đưa tin, ngày 14 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can bắt tạm giam người mẫu Andrea ai3 còn gọi là Nguyễn Thị An tức An Tây, về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy. Khi bị bắt, Andrea Aiba tỏ ra hối hận về việc làm của mình. Nữ người mẫu khóc và chia sẻ ma túy đã hủy hoại cả sự nghiệp, cuộc sống và tương lai bản thân. Andrea Aiba nói trong nước mắt, tôi nghĩ tôi mất hết sự nghiệp và tôi không có cơ hội để làm lại. Tôi biết lỗi lầm của bản thân, tôi có lời khuyên cho những người làm nghệ thuật, những bạn trẻ đừng bao giờ thử và sử dụng ma túy, dù chỉ một lần. Andrea có tên đầy đủ là Andrea Aiba Camona, sinh năm 1995, quốc tịch Tây Ban Nha. Sinh sống ở Việt Nam từ nhỏ nên cô nói thành thạo tiếng Việt. Nữ người mẫu sở hữu nhan sắc rực rỡ nhưng cuộc sống riêng khá ồn ào. Andrea từng hẹn hò với nhiều người nổi tiếng. Ngoài làm người mẫu, cô gái này còn tham gia diễn xuất trong một số bộ phim, trong đó phim nhà trọ Balanha do cô thủ vai gây được sự chú ý của khán giả. Ngày 9 tháng 11, Andrea Iba Camona cùng với Nguyễn Đỗ Trúc Phương tổ chức sử dụng ma túy tại một căn hộ ở thành phố thủ đức và bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ. Andrea Iba bị cáo buộc hai tội danh, trong khi đó Phương bị khởi tố về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Báo Dân Việt đưa tin, ngày 14 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ca sĩ Nguyễn Trung Hiếu, tức nghệ danh Chi Dân, người mẫu Nguyễn Thị An, tức An Tây, Andrea Eba và Nguyễn Đỗ Trúc Phương là một TikToker trong chuyên án về đường dây vận chuyển, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy lên tỉnh thành phố. Cô Tiên Nguyễn Đỗ Trúc Phương là ai? Nguyễn Đỗ Trúc Phương sinh năm 1994, sau 9 năm du học tại Úc, cô về Việt Nam quản lý kinh doanh khách sạn của gia đình. Cô gái này nổi tiếng trên mạng xã hội bởi những hoạt động quyên góp ủng hộ người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người vô gia cư hoặc những trường hợp gặp khó khăn đột xuất. Trúc Phương đã tự tổ chức nhiều chương trình quyên góp và kêu gọi ủng hộ từ cộng đồng, sau đó trực tiếp đến trao tặng các phần quà hoặc tiền mặt cho người cần giúp đỡ. Ngoài hoạt động thiện nguyện, Trúc Phương cũng thường xuyên chia sẻ những câu chuyện ý nghĩa và truyền cảm hứng về lòng nhân ái trên các trang mạng xã hội. Cô không chỉ gây dựng được niềm tin từ cộng đồng mà còn thu hút được nhiều mạnh thường quân tham gia vào các hoạt động thiện nguyện của mình. Cô này từng chia sẻ trong hơn 3 năm, cô đã giúp đỡ được cho khoảng hơn 100 trường hợp với số tiền hơn 10 tỷ đồng. Riêng đợt Covid-19, số tiền cô gái 29 tuổi này quyên góp hỗ trợ bà con khoảng 15 tới 16 tỷ đồng. Cô cũng chia sẻ, vẫn đều đặn sau kê 2-3 tháng một lần, tuy điều đó không ai yêu cầu, song cô muốn có một sự rõ ràng minh bạch. Hiện trang Facebook của Trúc Phương đã khóa, cô gái này cũng là một TikToker với tài khoản gần 200.000 người theo dõi với hơn 4,3 triệu lượt thích. Trong số những clip cô đăng tải, có những clip lên tới nhiều triệu view, tức là lượt xem. Với tinh thần giúp đỡ nhiệt tình mọi người và lối sống giản dị, cô được cư dân mạng gọi thân mật là cô tiên từ thiện từ ca sĩ với loạt bài hit đến bị bắt trong đường dây ma túy. Ca sĩ Chi Dân, tên thật là Nguyễn Trung Hiếu, là một ca sĩ và nhạc sĩ nổi tiếng trong làng nhạc Việt Nam. Anh sinh năm 1989, quê Kiên Giang và bắt đầu được công chúng biết đến qua các ca khúc do chính mình sáng tác hoặc thể hiện. Hàng loạt bản hit triệu view của Chi Dân như Mất trí Nhớ, Người Tôi Yêu, Làm Vợ Anh Nhé, Điều Anh Biết, 1234, có được không em và nhiều bài hát khác từng một thời chiếm sóng thị trường nhạc Việt. Chi Dân được biết đến với phong cách âm nhạc hiện đại và gần gũi với giới trẻ, cùng với hình ảnh trẻ trung năng động, Chi Dân có lượng fan đông đảo nhờ vào khả năng sáng tác cũng như giọng hát đặc trưng giúp anh giữ được sức hút trong làng nhạc Việt trong danh sách những nghệ sĩ vắng mặt đầy đáng tiếc ở hai chương trình truyền hình thực tế đang hot nhất năm 2024 là anh trai xây hay và anh trai vượt ngàn trông gai. Nhiều khán giả đã nhắc tên Chi Dân bởi anh được đánh giá là nghệ sĩ phù hợp với các tiêu chí của cả hai chương trình này. Năm 2016, điều anh biết của Chi Dân từng cán quét các bảng xếp hạng là ca khúc được nghe nhiều nhất thời điểm ra mắt. MV 1234 cũng từng nhanh chóng dẫn đầu các bảng xếp hạng âm nhạc khi Chi Dân cho ra mắt năm 2017. Tuy nhiên, khi đang hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Chi Dân dần mất hút. Từ năm 2023, Chi Dân nhiều lần để lộ hình ảnh cây cò với nhiều thay đổi khiến khán giả hâm mộ không nhận ra. Năm 2023, khi vướng vào nghi vấn dùng ma túy, chi dân từng livestream xin lỗi khán giả, mong khán giả bao dung cho anh được tiếp tục làm nghề, hứa sẽ làm nghề tốt hơn, xứng đáng với kỳ vọng và tình yêu của khán giả dành cho. Người mẫu An Tây với nhiều ồn ào, Andrea, tên đầy đủ là Andrea Eba Camona, hay còn được gọi là An Tây. Cô gái này sinh năm 1995, mang quốc tịch Tây Ban Nha. Cô sống ở Việt Nam từ nhỏ cùng gia đình, ngoại hình nổi bật cùng với khả năng nói tiếng Việt trôi chảy giúp An Tây và gia đình cô có được lượt theo dõi lớn. An được biết đến với công việc người mẫu, cô có hơn 400.000 lượt theo dõi trên trang cá nhân, cô cũng là gương mặt quen thuộc trên các sàn diễn thời trang, đồng thời được mời tham gia nhiều sự kiện của các nhãn hàng. Thời gian gần đây, cô được biết đến nhiều hơn qua việc sáng tạo nội dung trong quá khứ, Andrea Eba cũng từng vướng nhiều ồn ào, từ năm 2012 đến năm 2013, các mối tình ồn ào của chân dài với diễn viên Baro, rapper Chanbi cũng sôi nổi trên cộng đồng mạng. Tháng 6 năm 2014, chân dài người Tây Ban Nha vướng tin đồn sốc thuốc vì dùng chất kích thích. Thời điểm đó, gia đình người mẫu phủ nhận và cho biết cô nhập viện truyền nước vì kiệt sức. Theo báo Công an Nhân dân, sáng ngày 14 tháng 11, Phòng Tham mưu Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã cung cấp thông tin xung quanh việc mở rộng đấu tranh chuyên án VN10, xử lý triệt đề các đối tượng đã từng mua ma túy từ các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, các đối tượng liên quan tới cả người mẫu, diễn viên, ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội, vân vân tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong điều tra mở rộng truy xét toàn bộ đường dây tội phạm vận chuyển trái phép chất ma túy qua đường hàng không từ Pháp về Việt Nam vào ngày 16 tháng 3 năm 2023. Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, mở rộng chuyên án lần theo dòng chảy ma túy để khui từng vỏ bọc của các ông chủ ma túy, qua đó triệt phá thêm 146 đường dây băng nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy hoạt động liên quận huyện, liên tỉnh thành phố, khởi tố thêm 630 bị can. Kết quả đấu tranh chuyên án đến nay đã triệt phá gần 500 đường dây băng nhóm tội phạm về ma túy, khởi tố 1.132 bị can. Sự phạt hành chính và lập hồ sơ đưa đi cai nghiện 201 đối tượng, thu giữ 323,5 kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan. Bước đầu làm rõ các đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy với số tiền hơn 28.000 tỷ đồng thực hiện đúng phương trầm không đánh khúc giữa bắt cả đường dây đối tượng chủ mưu cầm đầu xử lý đến đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy công an tp hcm đã truy xét xử lý triệt đề các đối tượng mua ma túy để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong đó có cả người mẫu diễn viên ca sĩ và những người có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội trong đó có Nguyễn Trung Hiếu tức ca sĩ Trí Dân, Nguyễn Thị An tức người mẫu An Tây, Nguyễn Đỗ Trúc Phương vân vân. Công an đã khởi tố bắt tạm giam các bị can này để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Ban giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo ban chuyên án xác minh làm rõ những đầu mối thông tin nhỏ nhất, có những vụ án đã truy xét chứng minh hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy mà các đối tượng đã thực hiện từ năm 2021 tất cả góp phần từng bước kiềm chế kéo giảm tình hình phức tạp của tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn thành phố